Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là một cái video hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn của mình xếp tần số trên chiếc loa Bimax hay còn gọi là Pro Max thứ quý 3, và những chiếc loa nào có cái bo mạch như thế này. Những chiếc loa nào có bo mạch như thế này và micro giống như thế này, có hai nút bấm tăng giảm âm lượng ha, thì sẽ làm giống tương tự như cái cách của em hướng dẫn sau đây để mà lấy lại tần số của micro, cũng như là mình giúp cho cái chiếc loa của mình là không có bị trùng tần số với lại loa hàng xóm. Chẳng hạn như anh chị và các bạn mình mua một chiếc loa này ở một nơi bất kỳ đâu, không riêng gì cửa hàng loa kéo Tiso đó, mua một chiếc loa về và hát karaoke thì hàng xóm cũng mua một chiếc y như vậy và hát karaoke, thì cái giọng hát của hàng xóm nó lại qua chiếc loa của mình không thể nào hát được. Thì hôm nay em sẽ cách để làm cho anh chị mình xếp lại tần số, và cũng như là sẽ giúp cho cái anh chị mình khóa lại cái tần số chỉ duy nhất chiếc loa mình hát trên cái mic này thôi, và hàng xóm sẽ không hát vào được ha. Đó. Một ngày đẹp trời anh chị mình bật cái nút cái mic rô lên. Đó, mình bật loa lên, cái mình thấy nó hiện lên cái ổ khóa. Rồi mình thấy là đây, rồi có chuyện rồi. Đó, hiện lên cái ổ khóa ha. Rồi, alo đâu vô đâu. Alo alo 1 2 3 má ai có má đỡ lấy cà phê. Alo alo, nó hết vô. Làm cách nào đây? Một cách rất là đơn giản thôi anh chị, mình vẫn để cái mic cái loa như thế này nha. Mình vẫn bật loa bình thường. Và mình nhấn giữ giúp em hai cái nút này, nút nguồn và nút tăng âm lượng nha. Đó, nhấn giữ giúp em, tại vì em có một tay nên nhiều khi anh hơi khó bấm một xíu. Đó, anh chị em nhấn giữ hai nút này. Nó sẽ hiện lên chữ ID. Đó, lúc đó là anh chị mình để cái màn hình mic vào đây thôi, không cần bấm gì cả. Để gần vào cho em nha. Đó. Đó. Nó nhận lại ngay và nó đã mất cái khóa rồi. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo đó, ra vô lại tần số. Cái này là cái cách đầu tiên để lấy lại tần số. Và cái thứ hai, đây là cái cách này rất là hay khi mà hàng xóm hát vào trong loa của mình, thì cái này mình phải tắt loa đi. Anh chị mình tắt loa đi ha. Sau đó anh chị mình vẫn bấm như hồi nãy, bấm giữ hai nút này giúp em. Bấm giữ hai nút này nha. Cho nó chớp chớp là mở loa lên. À, bấm giữ. À, bấm giữ hai nút. Rồi, sau đó mở loa lên và đưa cái màn hình mic vô ngay màn hình loa. Đợi một chút cho nó nhận lại nè. À chưa, vẫn chưa được. Thế là em bấm nó chưa đúng đó. Bây giờ mình nhấn lại nè. Mình tắt loa đi ha. Sau đó mình mở loa lên lại. Đó, em làm lại nha mọi người. Nè, bây giờ tắt mic, tắt loa đi. Sau đó mình mở lên lại. Mình nhấn giữ hai nút này cho nó lên lại cái mic lại nha. Đó, nhấn giữ hai nút. À, ID ha, mở loa lên. Rồi anh chị mình để vào. À, nó vẫn chưa vô, làm lại nha. À, anh chị mình làm như thế nào mà cho nó hiện cái ổ khóa lên á. Hiện cái ổ khóa lên nhưng mà nó vẫn vào được loa. Đấy, ok. Đó, nó hiện cái ổ khóa lên nè. Nhưng mình nó vẫn hát được. Alo 1 2 3 4 5 6. Đó. Thì khi mà nó hiện ổ khóa lên có nghĩa là thế nào? Nó đã khóa cái tần số của chiếc loa này rồi. Là cái micro này nó chỉ nhận duy nhất chiếc loa này thôi. Cái micro này chỉ nhận duy nhất chiếc loa này thôi và không nhận bất kỳ thiết bị micro nào khác ngoài cái mic này và cái mic của mic kia. Nếu anh chị mình làm giống như em thì nó phải sẽ nhận hai mic như nhau luôn, là nó khóa lại. Hàng xóm nếu mà có chiếc loa tương tự hoặc là trùng tần số thì nó sẽ không có bị nữa. Ok, anh chị nên thấy hay thì follow, theo dõi, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này đến tất cả mọi người. À, đang sử dụng chiếc loa này để mình có thêm một cái kinh nghiệm sử dụng loa kéo nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mẹo hay mới nhất.